Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Và để quay trở lại video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu cho anh em một con xe tải Hyundai N250SL, thùng dài 4m2 nha anh em. Tải trọng con này thì là 2,4 tấn, tổng trọng tải là 4,995 tấn, là dưới 5 tấn nha anh em. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Thùng tiêu chuẩn nha anh em, thùng hãng sang sắt sang phẳng. Là zin nha anh em. Xe bao cho anh em là không lỗi, không có đông đụng. Con này thì còn đăng kiểm dài nha anh em tới tháng 10 2023. Vỏ lốp thì được có 4 cái đẹp nha anh em, còn 2 cái thì tới đắt. Thì chút xíu mình sẽ quay lại chi tiết mấy cái vỏ cho anh em xem. Anh em thông cảm nha, tại vì hôm ngày mình bị cảm mưa đầu mùa nên cái giọng của mình hơi khàn khàn, hơi khó nghe tí xíu, anh em chịu khó giúp mình nhé. Đây vỏ, hai vỏ này đẹp, đây hai vỏ bên kia là hai yếu nha anh em. Sexy này nó thành bao trên rồi, zin không có bụi bột gì hết, biển Cà Mau nhưng mà xe thì không có chạy hàng nước nên rất là đẹp. Có hai cái vỏ phía sau bên tài là hơi yếu hơn nha anh em. Sexy rất là đẹp. Mình sẽ quay vào cái phần nội thất cho anh em xem. Thì trang bị cho mình là ghế da. Máy còn rất là đẹp. Con này thì bao cho nên là bao zin không có một mòn. Anh em xem mấy cái lồng dè này, nó còn cái lốp zin của xe. Cái màu sơn này là màu sơn zin nha anh em. Đây, mấy dấu tích của nhà máy là còn hết. Cabin máy là từ nhà máy đóng ra này. Cái này là con zin nghe anh em, chứ không phải là máy làm đội nha. Do cái bình nó hơi yếu rồi anh em, thì đề cái máy nó không có chạy. Thì anh em cần cái clip về cái máy thì ngày mai mình sẽ quay lại cho anh em xem. Tạm thời thì mình quay sơ bộ gì cho anh em xem trước nha.
Hiện tại thì con xe mình đang kêu giá là 445 triệu nha anh em xem xe trực tiếp thương lượng. Thì xe mình bao cho anh em là bao gốc hồ sơ, xe mình bao cho anh em là xe không có đông đụng, máy móc không lỗi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.